Ok, xin kính chào toàn thể mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ngày hôm nay thì em Tuấn Anh tiếp tục lên sóng báo giá cho tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác về một loạt những cái dòng xe cỏ cỏ bên em. Bên em thì chuyên mua bán, cung cấp, kinh doanh, ký gửi tất cả cái dòng xe đã qua sử dụng từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng, từ số sàn cho đến số tự động và từ tất cả các dòng từ 2 cho đến 8 chỗ ngồi, từ sản xuất lắp ráp trong nước cho đến nhập khẩu và từ máy xăng cho đến máy dầu. Vâng, thì quý vị anh chị khách hàng nào quan tâm về những cái dòng xe bên em thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em thì nằm tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì bây giờ Tuấn Anh sẽ đi báo giá tất những cái dòng xe mà bên em đang chào bán tại đây. Vâng, ngoài những việc bán xe ra thì bên em cũng cần nhập rất nhiều những cái dòng xe mà mua về để cung cấp cho quý hàng. Vì thế bà con cô bác nào mà muốn bán xe hay là muốn trao đổi xe thì cũng có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Vâng, 7 chỗ thì nhà em có tất cả các dòng như Hyundai Santa Fe, hay Ford Everest, hay Innova, hay Mitsubishi Zinger, hay Mitsubishi Zoni, hay Kia Kangen và Fortuner. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi báo giá từ bên trái qua bên phải cho quý khách hàng. Đầu tiên đây thì chúng ta có thể là nằm một gọn một góc này, đó là một chiếc Mazda 626 biển 29i8754, sơn xi màu trắng, sản xuất năm 2000 và được trang bị động cơ 1.6 máy xăng. Rồi, chiếc xe này thì hiện tại bên Tuấn Anh đã chào bán với cái giá tiền là 68 triệu đồng. 68 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu ngay được một chiếc xe Mazda 626 để tập lái, Mazda 323 để tập lái cho quý khách hàng nhé. Đó, một chiếc Mazda 323 rất là chất lượng. Vâng, tiếp theo đây sẽ là một chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2013. Xe được trang bị hộp số sàn, máy là 1.2.0 bản E xịn, tên tư nhân biển Hưng Yên, 89A02925. Và chiếc xe này thì còn đăng kiểm cho đến tháng 9 năm 2022. Vâng, đó là một chiếc xe tên tư nhân biển Hưng Yên các bạn nhé. Và giá tiền hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với chiếc xe này là 335 triệu đồng. 335 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu về chiếc Toyota Innova bản E đời 2013 số sàn tên tư nhân đăng kiểm dài này. Đó, form dáng chuẩn và rất là đẹp cho quý khách hàng luôn. Vâng, lên trên đây thì chúng ta sẽ có một chiếc Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2004, biển 30G 50786. Vâng, đây là một chiếc xe 7 chỗ máy dầu số tự động, được trang bị động cơ là 2.0 bản full cửa lóc ghế điện. Đó, có cả màn hình luôn. Vâng, máy dầu số tự động nhé, bản full cửa sổ trời. Và giá tiền hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với chiếc xe này là 235 triệu đồng ạ. Một chiếc Hyundai Santa Fe Gold máy dầu 7 chỗ ngồi, biển Hà Nội, rất là xịn sò và đẹp đây. Đó. Vâng, lên đây thì chúng ta sẽ có một chiếc xe Toyota Innova 2007, sẽ được trang bị hộp số sàn, máy của nó là 2.0 bản G xịn, máy xăng. Vâng, biển 29A02454. Và hiện tại thì với chiếc xe này thì Tuấn Anh đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. 215 triệu đồng. Đó, quý khách hàng đã sở hữu về chiếc Innova này. Và tiếp theo đây sẽ là một chiếc Ford Everest máy dầu. Vâng, con này là máy dầu form mới, sản xuất năm 2009, trang bị hộp số tự động màu bạc phấn hồng. Vâng, được trang bị khối động cơ là 2.5 máy dầu thì khá là tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 km. Vâng, Ford Everest máy dầu. Vâng, một cầu số tự động. Vâng, rất là xịn sò. Vâng, con này thì hiện tại là mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm 7 đến 8 lít dầu. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 368 triệu đồng. 368 triệu đồng quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc xe Ford Everest máy dầu. Vâng, một cầu số tự động đời 2009, biển Hải Phòng, màu phấn hồng. Vâng, rất là xịn sò và rất là đẹp luôn nhé. Vâng, tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Ford Everest đời 2005, biển 24A17211, sơn xi màu đen. Đây là một chiếc xe cũng là số sàn, máy dầu, trang bị khối động cơ 2.5. Mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 km. Vâng, con này thì đăng kiểm còn rất là dài và biển Lào Cai. Dòng Ford Everest là một trong những dòng xe gầm cao máy tháng rất là chất lượng cho quý khách hàng. Vâng, chỉ với giá tiền là 205 triệu thôi, quý khách hàng đã sở hữu về chiếc xe này. Một chiếc xe Ford Everest máy dầu rất là xịn sò này, đời 2005. Vâng, Mitsubishi là một trong những dòng xe thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Biển 37A07402 là một chiếc Mitsubishi Zinger 7 chỗ ngồi. Đây là chiếc xe được trang bị khối động cơ 2.4
máy xăng và sơ si màu vàng cát. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó rơi vào tầm khoảng 8 lít đến 9 lít trên 100 km/h. Chiếc xe thì còn đăng kiểm cho đến tháng 4 năm 2022. Cam kết cho các bạn là xe thì thật là đẹp và không có lỗi, không có đâm va, đâm xô, tai nạn và không có ngập nước. Sơn zin còn rất là nhiều, keo chỉ zin cả xe. Bốn bánh để trang bị la đăng đúc đầy đủ hết theo xe. Và giá tiền thì hiện tại với chiếc xe này thì bên em đang chào bán là 245 triệu đồng. Nội thất thì rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Đó, tất cả đều rất là ok cho mọi người. Trần nỉ nguyên bản, điều hòa hai dàn, xe sạch sẽ và đẹp đẽ. Vâng, giá thì chỉ có 245 triệu đồng thôi. Một chiếc xe 7 chỗ cao to, gầm cao, máy thoáng rất là xịn sò như thế này. Đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Toyota Innova. Với chiếc xe Toyota Innova sản xuất năm 2014, biển 30G 87009, là một chiếc Innova 2014 bản Z. Vâng, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Vâng, đăng kiểm thì rất là dài rồi. Đúng ạ, biển Hà Nội màu vàng cát, tên tư nhân, trang bị khối động cơ 2.0 máy xăng và vẫn được trang bị đầy đủ ABS túi khí. Đó, điều hòa ba dàn với giá tiền là 358 triệu đồng quý khách hàng nhé. Đó. Vâng, tiếp theo xuống giới thiệu đến quý khách hàng một chiếc xe Innova đời 2009, đó là một chiếc Innova G biển 11A02314. Innova G 2009, số sàn 2.0, tư nhân, biển Cao Bằng. Vâng, chiếc xe này là bản G xịn và xe thì cũng khá là đẹp. Và giá tiền thì bên em đang bán 265 triệu đồng nhé các bạn nhé. 265 triệu đồng các bạn đã thấy được một chiếc Innova G như thế này. Tiếp theo là một chiếc Innova G 2012 biển 30F79695. Vâng, màu vàng cát, tên tư nhân, biển Hà Nội và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 258 triệu. 258 triệu thì quý khách hàng đã sở hữu một chiếc Innova G đời 2012, số sàn màu vàng cát rất là đẹp. Đó, chân nỉ nguyên bản, ba dàn điều hòa. Đó. Innova 2007, số sàn bản G, xe gia đình, tư nhân, biển Hà Nội, không khoa đục. Vâng, con này thì biển 30A22892. Vâng, con này thì hiện tại bên em đang chào bán với giá tiền là 238 triệu đồng. Tất cả Innova thì toàn là máy xăng hết và được trang bị đều là động cơ 2.0. Không có con nào trang bị động cơ thấp hơn và cũng không có con nào trang bị động cơ cao hơn. Và đó, 238 triệu đồng. Đó, một chiếc Innova G 2007. Và bên cạnh đây là một chiếc Innova G 2006, 235 triệu đồng. Tất cả đều G hết nhé các bạn nhé. Bên đây cũng là G. G 2007 biển 30F49039 với giá cũng chỉ 238 triệu đồng thôi ạ. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc xe cổ. Đó là một chiếc xe Mitsubishi Jolie. Vâng, 68 triệu đồng cho một chiếc xe 7 chỗ ngồi, cực kỳ là chất, máy cực kỳ chất. Biển 34A7163, sơn si màu ghi. Và con này thì ghế lỉ, liếc của nó là nguyên bản. Vâng, xe rất là đẹp và trang bị cả màn hình cam lùi. Đăng kiểm dài đến tháng 1 năm 2022. Sơn si sạch sẽ và sáng bóng luôn. Rất là chất lượng cho mọi người. Con này thì máy gầm đại chất, không phải chê một cái gì cả. Đó, lốp thì rất là ok. Đó, với giá chỉ có 63 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ như thế này, mua về công trường thì rất là hợp lý. Vâng, 29A613.3 là một chiếc xe Kia Carzen nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển Hà Nội. Đây là một chiếc xe máy xăng 2.0 bản full clock. Vâng, xe nhập khẩu thì các bạn biết rồi, tôn vỏ rất là hợp lý. Sáng nay thì em cũng bán một chiếc Carzen máy dầu cho một bác ở trên Hải Dương. Đó. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 220 triệu đồng. 220 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu về chiếc xe Kia Carzen máy xăng này. Một chiếc xe đẹp, một chiếc xe rẻ, một chiếc xe cực kỳ là chất lượng như thế này. Và hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là 220 triệu đồng. Vâng, 2007 đăng ký lần đầu 2007 luôn. Đó. Đăng kiểm dài đến tháng 11 năm 2021. Vâng, màn hình Android, keo chỉ con này thì zin cả xe không lỗi. Vâng, rất là sạch sẽ và đẹp đẽ luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Innova G 2008 biển 36A05677, sơn si màu bạc. Con này là xe gia đình bản G xịn, không có taxi, không dịch vụ, biển Thanh Hóa nhé. Con này hiện tại bên em chỉ bán với 238 triệu đồng thôi. Đó, rất là xịn sò luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Carzen. Với chiếc Kia Carzen sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, trang bị động cơ là 2.0, bản full clock màu đen, biển 88A022-23947. Đây là một chiếc Carzen số tự động 2.0 máy xăng. Vâng, 7 chỗ ngồi số tự động mà giá tiền chưa đến 300 triệu đồng, chỉ có 280 triệu đồng thôi. 280 triệu đồng thì quý khách hàng đã sở hữu về chiếc Kia Carzen này. Bản full clock, cửa sổ trời rất là đẹp cho quý khách hàng. Tất cả táp lô, táp ly thì rất là sạch sẽ và đẹp đẽ, rất là gai góc luôn. Vâng, rất xịn sò luôn. Đó, 280 triệu đồng. Vâng, Mitsubishi Jolie. Vâng, Mitsubishi Jolie là một trong những dòng xe của Nhật Bản. Và con này là bản 2003. Đó,
bốn bánh cho bị la lăng đúc là rất là đẹp, xịn sò luôn. Con này biển 99A của tỉnh Bắc Ninh 0726. Vâng. Vâng, màu con này là màu bạc, lá lá màu vàng cát luôn. Và bốn bánh la đúc, lốp treo sau và có cả đèn cột. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 98 triệu đồng. 98 triệu đồng các bạn nhé. Vâng. Innova 2015 phiên bản số sàn trang bị động cơ là 2.0 biển Hải Phòng. Tên tư nhân và đầy đủ những tính năng an toàn. Đó, con này thì hiện tại bên em đang bán 370 triệu đồng. Đó, 370 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Fortuner. Vâng. Fortuner máy xăng 2.7 V2 cầu số tự động biển Hải Phòng 15A01650 sơn xi màu vàng. Con này hiện tại bên Tuấn Anh đang chào bán với cái giá khá hợp lý, 439 triệu đồng. Fortuner thì các bạn biết rồi, Fortuner là các bạn biết rồi đúng không ạ? Rất là xịn sò luôn. Vâng, Innova 2015 phiên bản số sàn, bản GE xịn. Đó, con này thì tên tư nhân biển Hòa Bình. Xe thì cũng khá là đẹp, biển 28A06170 sơn xi màu bạc. Con này thì hiện tại bên Tuấn Anh cũng đang chào bán với một cái giá khá hợp lý và khá đắt đỏi luôn, 428 triệu đồng. Innova 2013 352 triệu đồng bản E-Sin. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về quý khách hàng chỉ việc bấm biển vào tên thôi nhé quý khách hàng nhé. Innova E này đã rút hồ sơ rồi. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ quay trở về với những chiếc xe sedan và những chiếc xe hatchback một đầu của chúng ta đây. Vâng, Daewoo Gentra biển 30G 20592 là một chiếc Gentra 2010 tư nhân chính chủ biển Hà Nội, xe đẹp, không lỗi, máy 1.5. Vâng, giá tiền là 155 triệu đồng quý khách hàng. Số sàn 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 6 lít rưỡi trên 100 km luôn nhé. Vâng, 155 triệu đồng. Ở Daewoo Lazetti CDX, vâng, chiếc xe này là CDX sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn. À, phiên bản tự động, bản full clock, con này là 2010 và giá tiền là 245 triệu đồng. Keo chỉ zin cả xe luôn. Vâng, xe rất là đẹp và xịn sò. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu form dáng chất cực kỳ luôn. Vâng, bản CDX, bản số tự động. Đó. Trang bị hệ thống đèn auto và gạt mưa auto hết nhá. Đó, rất xịn sò luôn, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Chevrolet Aveo. Một chiếc Chevrolet Aveo sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn. Trang bị động cơ là 1.5 biển 21A02716. Con này là máy 1.5 nhá, con này vẫn 1.5 chưa lên 1.4. Vâng, giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 215 triệu đồng các bạn nhé. Đó. Vâng, Chevrolet Aveo 2017 biển 94A02457 là một chiếc Chevrolet Aveo 2017 máy 1.4 số sàn, xe gia đình tư nhân chính chủ biển miền Trung. Con này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Và giá tiền thì bên em đang chào bán chiếc xe này là 250 triệu đồng tròn trĩnh. Đó. Vâng, một chiếc xe Hyundai Getz 16L3202 là một chiếc xe khá là đẹp. Vâng, sản xuất năm 2010, chính chủ biển Hải Phòng. Con này thì nó đã qua dịch vụ rồi. Vâng, bốn bánh đang đúc, màn hình đầy đủ, đăng kiểm dài tháng 4 năm 2022. Giá tiền là 156 triệu đồng. Kia Pride biển 29A89969 là một chiếc Kia Pride 2002 đăng ký 203 số sàn 1.3. Mức tiêu hao nhiên liệu thì khá là hợp lý. Vâng, chỉ khoảng tầm 5 đến 6 lít trên 100 km thôi. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022. Máy lổ quay kêu, bốn bánh quay đều và điều hòa cực mát. Với giá tiền 50 triệu đồng và giá là bán được khách hàng luôn. Về tập lái nhé. Tiếp theo là một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2010. Đăng ký lần đầu 2013 và phiên bản tự động bản SLX, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Biển 15A48012. Sơ xi màu trắng và đăng kiểm dài đến tháng 5 năm 2022. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 220 triệu đồng. Đó. Kia Forte bản SNi nhập khẩu bản đủ full cửa đồ. Đó, full cửa lóc luôn. Đó. Bản này thì được trang bị hệ thống ABS túi khí đàng hoàng, cửa lóc cửa sổ trời, hệ thống số zigzag, máy eco. Vâng. Màn hình cam lùi, âm thanh rất là hay. Với giá tiền hiện tại bên em đang bán là 295 triệu đồng cho một chiếc Kia Forte SNi nhập khẩu đời 2009 các bạn nhé. Đó. Daewoo Gentra, vâng, Daewoo Gentra X sản xuất năm 2009, bản nhập khẩu Hàn Quốc, máy 1.2, bản full clock và số tự động. Vâng, màu đỏ rất là xịn sò và giá tiền hiện tại bên em đang bán chỉ có 205 triệu đồng thôi. 205 triệu đồng thôi các bạn đã sở hữu được chiếc xe này. Quý khách hàng nào quan tâm về cái dòng xe hatchback một đầu Gentra như thế này thì hãy liên hệ cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Quý khách hàng nào có nhu cầu bán xe cũng có thể liên hệ cho em hai có số hotline như vậy. Em đã gắn trên màn hình. Và quý vị các bạn chỉ cần nhấc máy lên alo, em sẽ mua một cách nhanh chóng và trực tiếp nhất.
Vâng, 14A12611 là một chiếc xe Mazda. Một chiếc xe Mazda 2S sản xuất năm 2014. Một chiếc xe số tự động máy 1.5 một chủ từ đầu sử dụng biển Quảng Ninh. 14A12611 nhé, màu đỏ rất là xịn sò luôn. Vâng, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023, màn hình cam lùi, nội thất ghế da nguyên bản. Máy zin từ mặt dàn cò, keo chỉ zin cả xe. Vâng. Anh em nào, chị em nào mà thích cái màu đỏ thì đây là một chiếc xe khá là hợp lý này. 328 triệu đồng các bạn nhé. Đó, 328 triệu đồng. Daewoo Gentra. Vâng, Daewoo Gentra sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn máy 1.2, biển 29A020945. Màu xám ghi, và con này là bản xe nhập khẩu thì được trang bị khối động cơ chỉ có 1.2 và trang bị cả túi khí và ABS đầy đủ, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. Bốn bánh được trang bị Landrup, nội thất ghế lỉ nguyên bản 179 triệu đồng. Vâng, một chiếc xe Matiz SE sản xuất năm 2007, phiên bản số sàn trang bị động cơ là 0.8. Mức tiêu hao nhiên liệu thì xăng bây giờ thì rất là đắt nên chạy dòng này thôi. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 5 lít trên 100 km thôi, có khi chỉ 4 lít rưỡi cả điều hòa. Vâng, biển Hà Nội nhé, giá 64 triệu đồng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Mazda 626. 626 đây là sản xuất năm 1996, được trang bị khối động cơ 2.0, biển 29H3238, máy xăng màu trắng, đăng kiểm dài. Con này thì khá là chất, máy gầm cực kỳ chất, sơn si sạch đẹp, đã được trang bị cả màn hình và cam lùi. Âm thanh thì rất là hay, và giá tiền thì chỉ có 75 triệu đồng thôi, có bớt, có lộc lá cho tất cả quý khách hàng luôn. Đó nhá bạn nhá. Vâng. Daewoo Maglus. Daewoo Maglus là một trong dòng xe sang, sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, trang bị khối động cơ là 2.5, biển Quảng Ninh 14M5888. Vâng, số tự động bản full đó, 2.5, giá tiền 129 triệu đồng đó. Toyota Vios sản xuất năm 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ 1.5 bản Nimo lưng full kịch đồ, biển 14A30253, sơn xì màu vàng cát. Và giá tiền hiện tại thì bên Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 189 triệu đồng, có bớt đó. Vâng, Daewoo Lumia 2 sản xuất năm 2004, biển 98A02498. Vâng, sơn xì màu vàng, trang bị khối động cơ 1.6 và đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022. Bốn bánh được trang bị la răng đúc, nội thất rất là đẹp và xịn sò. Vâng, một chiếc xe từ đèn đóm còn rất là sáng, sơn xi rất là sạch, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 64 triệu. Còn tiếp theo là một chiếc Daewoo Lumia, Daewoo Lalot. Con này sản xuất năm 2002, biển Thái Bình 17A07958, sơn xi màu xanh, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Vâng, con này hiện tại bên em đang bán là 50 triệu đồng. Đó. Vâng, một chiếc xe nữa là một chiếc xe Daewoo Lalot 2001, con này thì bán là 52 triệu đồng. Đó, 52 triệu đồng, rất xịn sò luôn. Rất xịn sò luôn, màu trắng. Thế trong đây thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc xe Ford Escape và một chiếc xe Ford Escape Form SUV, gầm cao, máy thoáng, sản xuất năm 2003, trang bị khối động cơ là 2.3.0. Đấy. Con này thì 5 chỗ ngồi nhá, máy gầm chất, số tự động. Vâng. Giá tiền thì chỉ có 118 triệu đồng thôi. Màu vàng đồng, rất là xịn sò. Đó, máy lẩu rất êm. Đó, tất cả nội thất của nó rất là hay luôn. Đó, rất xịn sò luôn. Màn hình cam lùi đầy đủ hết nhé. Cửa đóng rất là nhẹ, keo chỉ zin. Đó, rất xịn sò luôn nhé. Bốn bánh trang bị la răng đúc đầy đủ hết. Chỉ có 118 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc xe Ford Escape này. Một trong những dòng xe rất là cao to, gầm cao, máy thoáng như này các bạn nhé. Vâng, tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc xe Daewoo Gentra. Với chiếc Daewoo Gentra sản xuất năm 2009, phiên bản số tự động, máy của nó là 1.2 số tự động bản full cửa lóc nhập khẩu. Vâng, biển Hà Nội 30A9495476, giá tiền là 225 triệu đồng. 225 triệu đồng, máy 1.2. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022 quý vị khách hàng nhé. Đó. Kia Cerato. Khi nhắc đến Kia Cerato thì các bạn thường nghĩ đến những chiếc xe đời cao và số tự động, nhưng đây một cái tầm tiền rất là hợp lý, chỉ có 155 triệu đồng thôi, quý khách hàng đã sở hữu ngay một chiếc Kia Cerato 2007. Xe được trang bị khối động cơ 1.6. Vâng, trang bị khối động cơ 1.6 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn, và đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2022. Giá tiền thì chỉ có 155 triệu cho quý khách hàng luôn. Vâng, số sàn rất là xịn sò và tất cả đều rất là đẹp. Bốn bánh đa đúc, gương kính chỉnh điện theo xe hết. Nội thất da rất là xịn sò. Táp lô táp ly rất là đồng bóng. Đó. Và biển cũng khá là đẹp luôn, 30A70869, sơn xì màu xanh, rất là đẹp. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Hyundai Grand i10.
đời 2016, phiên bản số sàn trang bị được khối động cơ là 1.0. Chiếc xe này thì đã rút hồ sơ rồi, về thì quý khách hàng chỉ việc bấm biển vào tên thôi và đã lên được cả la răng đúc lẫn màn hình. Giá tiền chỉ có 205 triệu đồng thôi các bạn nhé. Đời 2016 luôn. Đó. Ở Chevrolet Spark sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn máy 1.0 biển Hải Phòng, tên tư nhân. Đó, đang kiểm dài đến tháng 9 năm 2022. Một chiếc Spark đời 2015, tên tư nhân biển Hải Phòng và rất là xịn sò. Đó, chất lượng luôn, giá thì chỉ có 162 triệu. 162 triệu quý khách hàng đã sở hữu ngay về chiếc Chevrolet Spark này. Form mới nha các bạn nhé. Kia Morning 2009, phiên bản số sàn cho bị phiên bản số tự động, cho bị động cơ là 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản 4 máy 30G 28335, biển Hà Nội. Con này đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022 và giá tiền hiện tại bên em đang bán là 195 triệu đồng. Matiz thì nhà em có rất là nhiều. Đây là một chiếc Matiz 2.7 số sàn. Vâng, chỉ có 64 triệu đồng thôi. Đó, 64 triệu đồng 2.7 nhé các bạn nhé. Đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022, biển 29 nha. 75484. Các bạn nào mà thích cái dòng Matiz nào thì chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Em sẽ gửi cho các bạn những cái video chi tiết từ chiếc xe một. Vâng, Matiz 2.8 cũng đăng kiểm đến tháng 4. Máy lổ quay kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, nội thất đẹp, sơn si ok. Biển Hải Phòng và giá tiền 68 triệu đồng. Vâng, đây cũng là một chiếc Matiz cũng 68 triệu đồng, biển Hà Nội nhé. Biển 30K7687 và 3787. Vâng, một chiếc xe đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022 thôi. Vâng, con này thì cũng bán là 68 triệu. Và chiếc xe này là bán 60 triệu đây. Đó là một chiếc xe biển 29i535130. Đó, 60 triệu đồng. Đó, đời 2006. Đó. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Hyundai i30. Với chiếc Hyundai i30 sản xuất năm 2011, phiên bản số tự động cho bị khối động cơ 1.4, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, biển 35A00175. Xe thì được trang bị hộp số tự động, máy 1.4 và có cả cửa sổ trời. Máy xăng 1.4 và mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 km nhé. Tất cả bên trong còn nguyên bản hết theo xe. Giá tiền 275 triệu đồng. Đó. Vâng, tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning. Với chiếc Kia Morning sản xuất năm 2015, biển Hà Nội, 30A75113. Đời 2015, máy 1.25, một chiếc xe màu bạc. Đó, con này thì bán 195 triệu đồng. Vâng, i10 2016, số sàn 1.0. Con này là một mẫu xe một chủ từ đầu, biển Sài Gòn. Đã rút hồ sơ rồi, về thì quý khách hàng chỉ việc bấm biển vào tên thôi. Thì thế quý khách hàng nào có nhu cầu về chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho tôi, anh ô tô Hải Phòng, với giá tiền là 218 triệu đồng. Kia Morning 2016 với giá tiền 195 triệu đồng, màu đỏ, biển Hải Phòng. Đó, sơn si màu đỏ nguyên bản, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Vâng. Đó, máy 1.25 nhá các bạn nhá. Đó, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 này, 195 triệu đồng. Hyundai i10 2013, phiên bản số sàn cho bị khối động cơ là 1.1, động cơ 4 máy luôn, biển Hải Phòng, tư nhân, gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ. Đó, con này thì zin hết cả xe luôn, màu trắng xịn và giá tiền hiện tại bên đang bán 177 triệu đồng. Vâng, Kia Morning 2008, phiên bản số xa số tự động, trang bị khối động cơ là 1.0. Con này thì biển Hải Phòng, 15A21454. Đó, đang kiểm đến tháng 4 năm 2022 và giá tiền chỉ có 179 triệu đồng thôi. Vâng. Hyundai Getz 2010, phiên bản số sàn, máy 1.1, biển 22A00064. Đây là một chiếc Hyundai Getz bản đủ, tên tư nhân, biển Tuyên Quang, đăng kiểm đến dài, 156 triệu. Kia Morning 2010, phiên bản số sàn, trang bị động cơ, phiên bản số tự động, trang bị động cơ là 1.0. Đây là một chiếc xe bản full hết nhé, có cả hai túi khí, điều hòa tự động, gương chống chói và cam lùi trên gương. Giá tiền hiện tại bên em đang bán là 215 triệu đồng, biển 15A26777, đó, biển Hải Phòng. Toyota Wigo sản xuất năm 2018, phiên bản số sàn trang bị khối động cơ là 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Indo, đã rút hồ sơ rồi và chỉ việc bấm biển vào tên thôi, zin cả xe và giá tiền là 275 triệu đồng. Hyundai Grand i10 sản xuất năm 2013, phiên bản số sàn trang bị khối động cơ là 1.0 và 1.1, 4 máy nhé các bạn nhé. Con này 4 máy luôn. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ có 145 triệu đồng thôi. Biển 35A02935. Và tiếp theo thì về lần trước này chúng ta còn một số những cái dòng xe cũng khá là đẹp cho quý khách hàng luôn.
Về quý khách hàng nào đang có nhu cầu về những cái dòng xe bên em thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Số điện thoại của em là 081 666 2386, địa chỉ cửa hàng của em thì nằm lại ngay thôn 1 xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Vâng, một chiếc xe Toyota Vios 2016 biển 15A25351, sơn xi màu đen, và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 328 triệu đồng. Đó, 2016 bản E. Vâng, 328 triệu đồng các bạn nhé. Vâng, E27, Vios E27 số sàn. Vâng, con này hiện tại bên em đang bán 352 triệu đồng, máy trắng luôn, sang trang bị màn hình Android đầy đủ hết rồi. Đó, cam hùi đầy đủ hết rồi và nội thất lỉ nguyên bản. Đó, lỉ nguyên bản này. Rất xịn xò luôn. Đó. Rất nhiều xe Vios cho khách hàng cùng lựa chọn. Rất nhiều. Đó. Với tiếp theo đây là một chiếc Vios 2013 260 triệu đồng bản E. Đó. Vios 2005 155 triệu đồng bản Nimo biển Hà Nội 30H2497, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2022 luôn. Đó. Kia Forte 2009 bản SI, đó, biển Hải Dương, giá 286 triệu đồng. Chevrolet Aveo 2017 phiên bản số sàn, trang bị khối động cơ là 1.4, con này là xe gia đình sử dụng 1 chủ từ đầu. Giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 250 triệu đồng. Vâng, Kia Cerato 2010, vâng, bản này bản full 10 túi khí luôn, bản xuất Trung Đông, số tự động, bản full block luôn, máy 1.6 eco zig zag đầy đủ hết, và giá tiền là 328 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc Toyota Vios 2011 là 2016 phiên bản số sàn, vâng, bản E xịn này, máy 1.5 biển Hải Phòng này, giá tiền là 328 triệu đồng nhé các bạn nhé, bản E xịn luôn. Vâng, Vios 2011 số sàn bản E biển 15A04080, giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này là 248 triệu đồng. Vâng, vừa rồi thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng cũng đã giới thiệu cho tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em làm thành nữ tú về những chiếc xe bên em. Quý khách hàng là có nhu cầu về những cái dòng xe từ 5 cho đến 8 chỗ ngồi, từ số sàn cho đến số tự động và từ tất cả các dòng các hãng thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng nhé. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách hàng, bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ.